Văn Sơn Du Ký. Quý vị thích đi du lịch cùng với Văn Sơn, chúng ta đi khắp tất cả những nẻo đường đất nước chúng ta, thì quý vị subscribe, bấm đăng ký, và kế bên cái nút đăng ký có cái chuông, bấm vô cái chuông để mỗi lần mà mỗi có mỗi tập mới phát hành thì quý vị sẽ là cái người mà nhận được thông báo đó và quý vị sẽ được xem sớm nhất. Ok, subscribe right now. Tôi Văn Sơn năm nay 35, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế đến Bắc Ninh rồi Phú. Hiện tại thì Văn Sơn đang đi vào rừng tràm, hay là được gọi là tràm chim ở tỉnh Đồng Tháp mình. Ngồi kế bên Văn Sơn là em là con gái miền Tây, nết na xinh xắn, dễ thương á, vô và cùng. Ok, nói chứ em gái đây là hướng dẫn viên hả? Dạ. Em là hướng dẫn viên của cái tour du lịch tràm chim đúng không? Dạ đúng. Tên em là? Dạ Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. Dạ. À, dễ thương vô cùng. Em sinh ra mà lớn lên đây luôn. Dạ đúng. Dễ thương không? Đó. Trời ơi con nè, gái miền Tây lớn lên ở một cái khu rừng tràm, thấy không? Mà đây là tràm chim nữa mà dễ thương vậy nè. Hôm nay rất là vui khi mà được em hay là dạ. cháu ha. Dạ. Em cháu dắt anh chú đi tham quan tràm dạ. chim. Dạ thì thưa chú là Dũng Gia Tràm Chim là một mảnh đất hoang sơ còn sót lại của vùng Đồng Tháp Mười Nguyên Thủy. Hoang sơ còn dạ, sót lại đó. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Có nghĩa là hiếm lắm phải không? Dạ rất là hiếm. Ok. Thì Dũng Gia Tràm Chim hiện nay đang bảo tồn khoảng 7.300 hecta diện tích, và cùng với đó là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú. Có nghĩa là đây là cái rừng ngập nước? Dạ, đất ngập nước. Đất ngập nước, dạ. Chủ yếu là tràm. Dạ đúng rồi. Dạ, ngoài tràm đó thì còn có nhiều cái loài thực vật khác nữa chứ, như là cây cỏ năng nè, lúa trời, năng ống, mầm mốc. Lúa trời. Dạ đúng rồi. Năng ống. Dạ. Mầm mốc. Có củ ấu không? Dạ, củ ấu thì khu vực của Dũng Gia Tràm Chim thì hơi khan hiếm mà chú. Dạ. Ok. Dạ. Có lẽ là tại vì nó là rừng tràm thì người ta kêu bằng tràm chim đúng không? Dạ cũng có thể là mình có thể hiểu như vậy, cũng có thể rõ hơn. Ngoài ra thì còn có một cái cách giải thích nữa đó chính là tràm chim thì ngày xưa sẽ có nguồn gốc từ chữ trầm chim thì sẽ đúng hơn. Trầm dạ. là gì? Trầm là trầm, cây dạ. cây trầm hả? Dạ trầm có thể là chỉ cái vùng đất trũng thấp quanh năm ngập nước ạ. Và từ đó sẽ hội tụ chim nước về đây sinh sống rất là nhiều. Vì thế mình gọi là trầm chim. Dạ, mãi về sau thì những người dân xung quanh vùng á, họ phát âm bị sai từ, bị chạy âm. Thì chú có nghe một câu là người dân miền Tây á, người ta phát âm sai. Cũng như là cái câu là bắt cá rô bỏ vô rổ nhảy vô giò á. Dạ. Bắt cá rô bỏ vô rổ nhảy vô giò. Nhảy gồ gồ. Dạ. Dạ, cho nên có gọi là tràm, thay vì là tràm chim. Dạ. Thay vì là trầm chim. Trầm chim. Trầm là T-R. Dạ đúng rồi, T-R. Thành ra dạ. người ta gọi là chầm chầm. Chầm, dạ. Chứ cái chạy qua thành chàm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chàm dạ. chim, chàm, chàm chim. Chàm chim nghe cho nó nhẹ hơn và gần gũi hơn chứ. Cho đến là thành lập, cho đến chàm chim ngày nay luôn. Dạ thì Dũng Quốc gia Tràm Chim có lịch sử hình thành khá là lâu đời. Được thành lập chính thức với tên gọi Dũng Quốc gia Tràm Chim vào năm 1998. 98. Dạ. Và nhưng mà mãi đến năm 2012 chú thì mình mới được thế giới công nhận là khu Ramsar. Là ở nơi đây hiện tại là mình đang bảo tồn khoảng 231 loài chim nước. 231 loài chim nước. Dạ, chiếm số lượng khoảng 1/4 số lượng chim của cả Việt Nam. Wow. Dạ. Và mình ngoài ra còn có khoảng 100 loài bò sát lưỡng cư, khoảng 130 loài cá nước ngọt và khoảng 130 loài thực vật
và từ đó người ta sẽ chia làm 6 kiểu quần xá. Quần xá chính đó chính là quần xá tràm, quần xá có năng, quần xá có ống, quần xá mồm móc, quần xá lúa trời và quần xá sen súng. Dạ, thuộc bài quá. Dạ, nó ăn sâu vào trong não con rồi. Dạ. Và đặc biệt cái loại chim quý hiếm mà dù có gia trầm chim đang bảo tồn và hiện tại đang nằm trong sách đỏ của thế giới, đó chính là con sứa màu đỏ. Sứa đỏ. Dạ. Có một con đó là nguy hiểm thôi. Dạ, loại đó là hiện nay là đang có nguy cơ tuyệt chủng. Còn trên lại thế giới luôn đúng không? Đúng rồi. Còn lại cũng có một số loại chim khá là quý hiếm nữa. Thì những cái loại chim đó như thế nào thì tí nữa mình trải nghiệm bằng những cái phương tiện tàu máy dưới sông đó, thì mình sẽ gặp rõ hơn ở chỗ. Bây giờ là mình tới một cái điểm dừng chân để mình đi vào trong kia có một cái đài quan sát. Mình leo lên trên đài đó mình nhìn tổng quan của cái cảnh tràm chim rừng quốc gia tràm chim ở đây. Mệt không? Mệt không? Lên đây rồi đó mới nhìn thấy thật là rõ ràng nè ha. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là con đê nè. Đây con đê. Con đê này sẽ là con đê ngăn ra giữa vùng lõi và vùng đệm. Ở ngoài kia là vùng đệm, ở đây là vùng lõi. Thì vùng đệm thì người dân có thể họ sống và họ sinh hoạt hoặc họ khai thác những cái lúa ruộng hoặc là thí dụ như là những hồ ao nuôi cá tra tôm đồ này rất là lớn. Và ở bên này là vùng lõi, là vùng rừng rừng tràm quốc gia. Ở đây là chỉ là mới chạm dừng chân ở ngoài thôi nha, chưa vào sâu trong rừng mà chúng ta đã thấy những chim cò bắt đầu nó bay rồi ha. Thí dụ ở đây là một cái khu rừng tràm đây nè. Dạ. Rồi giữa khu rừng tràm nó có cái đất trống, thì giữa đất trống nó là sẽ là cỏ năng. Dạ. Nó sẽ là tất cả mọi thứ sậy lao sậy đụng đó. Dạ đúng rồi chú. Dạ. Nước ngập lúc nào cũng vậy hết. Dạ đúng rồi chú. Thì nơi đây nó sẽ có một cái hệ động thực vật, nó sẽ phong phú hơn so với phía bên trong. Tại vì khi mà cái vùng nước sâu như vậy thì các loài cá sẽ tập trung nhiều hơn. Dạ. Trong này có nhiều cá không con? Dạ có khoảng 130 loài cá nước ngọt đó chú. Thí dụ như những loài là cá lóc là đương nhiên đúng không? Dạ. Cá lóc nè. Lóc. Cá dày. Cá dày là loài cá thuộc họ cá lóc đó chú. Nó giống như cá lóc vậy đó. Giống như cá lóc. Dạ. Cái đến là cá tra dầu nè. Cá tra dầu. Cá linh. Cá linh. Linh thì có linh ống, linh trìa. Qua, wow, linh dạ. Có nhiều loại vậy đó. Dạ. Cái đó là cá sặc nè. À. Cá sặc thì có sặc điệp, sặc bướm, sặc gằn. Sặc bổi. Dạ đúng rồi. Dạ. cái đến là cá chốt. Cá chốt. Dạ cá chốt thì có cá chốt sặc, cá chốt trâu, cá chốt giấy. Nhiều vậy đó. Dạ dạ. Trời ơi. Tại vì do những cái loại nhưng mà ở đây có cho người vào câu không, ví dụ cho người mùa tới mùa nào có cho người ta mua vé vô câu không? Dạ có chú. Có nữa. Có dạ. Mùa này có không? Dạ, hiện tại mùa này có chú. Mùa cũng có. Dạ tại vì hôm nay có nhiều người vào câu không? Dạ cũng có. Chút nữa mình đi ghe vô mình gặp mấy người câu không? Chắc là không chú, tại vì những người khách đi câu cá thì đa phần họ chỉ được phép câu ở khu vực vùng đệm thôi. Là cái tuyến đường mà mình đi xe điện vào đó chú. Còn lại thì họ không được phép di chuyển vào bên trong. Ok, dạ. Tôi hiểu rồi. Rồi, vậy thôi mình đi ha. Dạ, đi con. Đi. Let's go. Ở đây mình đi như nè, chim nó bay trước giống như nó đang dẫn đường cho mình vậy đó. Đã lắm. Con nói lại chú nghe, ở đây có bao nhiêu loài chim tất cả? Dạ, mình hiện tại là tràm chim mình đang bảo tồn khoảng 231 loài chim nước. Và những cái số lượng loài chim đó chú, nó sẽ tập trung về vùng quốc gia tràm chim. Và nó sẽ phân bố theo những khoảng thời gian, địa điểm khác mùa, nhau. Mùa đúng không? Dạ. Thì tùy theo mùa mà những loài chim mới về. Dạ đúng rồi. Ví dụ xíu đầu đỏ thường thường nó về vào khoảng tháng mấy con? Dạ, xíu đỏ thì trung bình á thì nó sẽ về vùng quốc gia tràm chim vào những tháng mùa khô. Là từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Dạ. Ok. Dạ. Có nghĩa là sắp về rồi đó phải không? Dạ nó sắp về, tại vì khi vào mùa khô chú thì cái nguồn thức ăn của con sứa màu đỏ chính là củ năng chim. Tất cả những loài chim này là chắc có lẽ là mình cấm khai thác hết đúng không? Cấm săn bắt. Dạ đúng rồi. Cấm khai thác đúng không? Dạ, để cho chim về
và để cho khai thác về du lịch để mình với lại mình bảo tồn tất cả những loài chim này. Dạ, chứ đâu có ai được vào này để săn bắn nó phải không? Dạ đúng rồi dạ. À, nên dũng trai trầm chim giống như là mái nhà chung của tất cả các loài động vật vậy đó chứ. Chỉ khi những loài động vật đó nằm trong khu vực này thì nó sẽ được bảo tồn tốt hơn. À. Dạ. Khi mà chú thấy những hình ảnh của những loài chim ở đây khá là nhiều á chú. À. Thì chú sẽ thấy được là cái vùng đất này khá là yên bình. Tại vì đất lành chim đậu. Đất lành chim đậu. Dạ. Khi mà chú đi tham quan bằng cái phương tiện tàu máy này rồi á chú, thì chú sẽ thấy được những cái hệ thực vật ở đây nó rất là đa dạng và phong phú. Ừ. Như chú thấy bên tay phải kìa, thì có một súng ma nè. Súng ma hả? Súng ma. À. Dạ. Khi mà mình đi sâu vào trong cái rừng quốc gia tràm chim á, thì mình thấy được cái thiên nhiên nó cần thiết con người như thế nào. À, hiện tại thì trong cái khu rừng quốc gia tràm chim này có hơn 7.000 hecta và được bảo tồn chặt chẽ để cho 230 mấy loài chim về sinh sống ở đây, coi như là một cái mái nhà chung vậy đó. Còn ở đây thí dụ như mình thấy vịt trời hay là chim cổ rắn rồi tất cả mọi thứ là nhìn thấy rất bình thường, dễ dàng nhìn thấy. À phía trước chú ạ, chim cận cộng ạ. Chú chim màu đen thì nhìn xa với cái con à, quá rồi, dạ. Nó bay rồi. Ở đó wow. Là chim cổ rắn. Chim cổ rắn nó bay rồi. Dạ. Nó sẽ có một cái đoạn vết cắt để mình ghé lại. Đoạn gì? Đoạn vết cắt. Vết cắt hả? Dạ. Nửa đường. Người ta nói đi một ngày đàn học sàn khôn. Dạ. Chú là năm nay là chú gần 60 rồi, bữa nay là chú học 3-4 sàn luôn. À, bữa nay đi với lại con, chú học được rất là nhiều cái từ mới. Dạ. Và hiểu được nhiều cái chuyện mà nó chú tưởng là không có bao giờ chú nghĩ tới chuyện đó. Ví dụ như nãy con nói về vết cắt, thì con có thể nói rõ hơn chút xíu về cái vết cắt như thế nào và cái chỗ đó là chỗ nào đây mình có nhìn thấy không? Dạ, mình có thể nhìn thấy vết cắt đây nè chú, cao bên kia. Gọi nó cao bên đây, dạ, cao bên kia. Dạ, là cái khoảng trống ở phía giữa này gọi là cái vết cắt đó chú. À, khoảng trống giữa này nè. Dạ, đúng rồi. À. Dạ. Vào những năm trước kia chú thì dùng cái chai tràm chim thường xuyên xảy ra cháy rừng. À. Thì khi đó những nhà nghiên cứu khoa học họ mới nghiên cứu một cái giải pháp gọi là cái chiến lược gọi là quản lý nước và lửa tổng hợp. Ừ. Thì khi đó họ sẽ cho đào những cái trục kênh chính. Ừ. Theo cái hình là của xương cá chú. À, và nó sẽ có những cái con kênh đào kênh rồi. Dạ, sẽ đi khắp hướng. Dạ, chú ngồi đây chú muốn thì nhìn thấy. Dạ, thì khi đó người ta sẽ nghiên cứu cái mực nước vào khoảng thời gian mùa khô. Ừ. Là vào thời gian mùa khô chú, là cái mực nước ở đây nó không quá 2 mét để có thể là dẫn nước vào phía bên trong những cánh đồng cỏ năng này. Ừ. Để chống cái tình trạng cháy rừng. Ừ. Và thứ hai là vào thời gian mùa nước thì nó có thể là dẫn dắt những cái loài cá. Ừ. Nó sẽ di chuyển vào bên trong những cánh đồng cỏ năng để sinh sôi và phát triển. À. Thì khi đó nó sẽ thu hút những loài chim về đây nhiều hơn nữa. Ở chỗ cái đoạn vết cắt này thì vào thời gian mùa giao nhau này chút thì mình sẽ có thể thấy được một số loài chim như là trích cồ. Dạ, được còn gọi là con chim xích đó chứ. À, trong bài hát trống cơm mà mình thường có một cái câu là một bầy lên tình con xích đó chứ. À, dạ, cái từ chim xích là sẽ của những cái người dân miền Bắc. Dạ đúng rồi. Dạ. Là nó nè. Dạ. Miền Tây mình thì gọi là trích cồ. Ừ. Còn miền Bắc thì họ gọi chủ yếu là con chim xích. Dạ. Thiên nhiên đẹp lắm quý vị ơi, thiệt. Nếu như mà mình đi về miền Tây ha, mà mình giống như là mình về những cái tỉnh thành thôi thì mình sẽ hoàn toàn mình không có biết được những cái thiên nhiên mà nó kỳ thú như thế này. Thí dụ như ngày hôm nay mà Phương Sơn không có đi vào cái rừng tràm chim quốc gia này thì Phương Sơn không có biết và không có hiểu được rằng cái rừng tràm chim quốc gia này nó khác với rừng U Minh Thượng, nó khác với rừng U Minh Hạ và nó cũng khác với lại cái rừng nước ngập mặn của mũi Cà Mau mình nữa. Mỗi một cái như vậy nó có một cái vẻ đẹp riêng, nó có một cái để cho mình tìm hiểu riêng. Mỗi một cái đi một lần như vậy là mình sẽ học hỏi được thêm 2-3 sàn khôn luôn với một sàn khôn. Hồi nãy giờ anh em mình ha, đi thực tế thì mình nhìn thấy cảnh rất là đẹp, mà khán giả đó nhìn qua phim mình cũng thấy rất là đẹp. Nhưng mà đương nhiên sẽ không đẹp bằng mình đúng không? Mình nhìn thực tế sẽ đẹp hơn, nhưng bây giờ khán giả sẽ có một cái nhìn đã hơn mình. Là bây giờ mình sẽ cho máy nè ha. Dạ. Bay lên trên. Đó, bay lên để nhìn thấy cảnh thiệt đẹp. Đó, bắt đầu bay nè.
thường chim á thì nó về đây, nó sinh hoạt ở đây, nó ăn ở đây, dạ. Trong thứ làm tổ, dạ, nó đẻ luôn, dạ, đúng rồi. Sinh sản luôn, dạ. Hay quá ha. Dạ, sẽ có một khu vực gọi là khu vực mà chim tập trung sinh sản nhiều nhất thôi chứ. À. Dạ. À, không phải ở đây, dạ, vô trong nữa. Ở khu vực này, dạ. Nó lại nằm ở khu vực khác nữa. Dạ. Phần đó nó sẽ tập trung vào cái vùng lõi mà không có ai nuôi tới nữa. À. Dạ. Nó sẽ sinh sản nè và nó sẽ nuôi dạy con nó phát triển nhiều hơn trong khu vực đó. Cho nên là chú sẽ thấy khu vực này á cây cào rất là nhiều mà mình không thấy tổ chim. Mình không thấy tổ chim. Dạ, mình không có nhìn thấy được. Tại vì tổ nó nằm ở khu trong nữa. Dạ. Còn chim ở đây là để kiếm ăn thôi. Dạ đúng rồi, nó ở trầm chim này chứ. Là đa phần các loài chim ở đây là loài chim ăn tạp. Chim ăn tạp. Dạ. Và cũng có một số loài chim ăn chay là nó không ăn côn trùng hay là ăn cái gì hết. À, mà nó ăn cây cái, nó không ăn. Dạ. Mà nó chỉ ăn cỏ năng, ăn củ cỏ năng. Người dân mình có một câu chứ là thấy dừa thì nhớ bánh kè, thấy bông sen nhớ đồng quê khắp luôn. Dạ. Hay quá. Dạ, cứ thấy sen ở đâu là người ta nghĩ ngay đến cái hình ảnh của mình rất đồng Tháp. Tại vì cái bông sen là cái bông tượng trưng cho Tháp 10, khi dạ, mà nhắc tới Tháp 10 là nhắc, dạ, nhắc tới bông sen đúng không? Nè, thấy không? Thường thường kinh nghiệm người miền Tây đó là người ta bứt một cọng bông súng là biết nước sâu hay nông. Không, nước ở đây nhìn tưởng cạn không có đâu, nhảy xuống lúc đầu nè, thấy chưa? Thấy ghê không? Kinh hồn chưa? Đó. Mà chưa hết coi nè, bông súng nè. Nè, cái này là bông súng nè, thấy không? Ăn lẩu nè. Là mình chơi nè. Này nguyên một thân mình ăn được hết luôn nha. Nhưng mà mình lột cái đây thôi nè, thử nè, nè, giòn rụm nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, giòn rụm luôn nè, thấy không? Trong này nó có miếng nước nè, vũ sạch đó. Đó. Nước dưới sông á, nước dưới đồng á, nó lên nó vũ sạch nè. Nó đậu cái nè, nè, ăn luôn nè. Thấy đã không? Đã ghê chưa? Giòn rụm mà. Ngọt ngào. Quá ngon. Coi nè. Bông súng như này. Đẹp hay chưa? Thấy thường ghê chưa? Ha. Mà ít có ai người ta bán bông súng ha. Bông súng không bao giờ có giá bằng sen hết trơn. Nếu như mà không có sen á thì cái loại súng này là tuyệt vời ở dưới nước, nó đẹp vô cùng. Cũng đâu có thua gì sen đâu, ha. Hương sắc của nó nè, dữ dội. Mà chỉ tiếc một cái điều là có sen. Súng này mà nó biết nói là trời đã sinh ra súng rồi, tại sao còn sinh ra sen làm gì? Trời ơi, nó đặt cái tên tôi không cũng xấu nữa. Chi thì sen, nghe nó đã, nghe nó thơm tho, nghe nó hiền dịu. Con này súng. Nghe cái hở nguyên hàng tiền đạo đó. Cái này, cưng không? Cưng quá trời cưng luôn nè. Cưng quá súng ơi. Cậy đó, ai nói thì nói à, à, Sơn vẫn thương súng như thường. Chẳng những thương sen xong mà còn thương súng nữa à. Nghe đã không, đẹp hay chưa? Nếu mà có một cái bình bông á, cắt bình bông mà chân là đẹp lắp luôn nè. Có thể tưởng tượng được là mình đang ở Đồng Tháp. Thực sự mà nói vậy, lên tới đây rồi là tất cả mọi thứ nó hoang sơ ha, nó mênh mông, nó rộng lớn và mình không nghĩ là ở Việt Nam mình còn có được những khu rừng như vậy. Nó đẹp ha. Ở đây là cái vùng lõi của rừng quốc gia Tràm Chim. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được những cái rừng tràm thật là rậm rạp, phần lớn, nguyên sinh nha. Những cái tràm ở đây là khoảng chừng 5-70 năm. Và ở bên kia là những cái cánh đồng sen trắng là chủ yếu, sen lẫn một vài bụi sen hồng nằm bên kia. Nếu mà có dịp đi Đồng Tháp, phải nhớ ghé rừng quốc gia Tràm Chim. Tuyệt vời.
Lần đầu tiên Vân Sơn ở một cái nơi mà có nhiều sen trắng như thế này. Thường thường sen trắng mình thấy là mình chỉ thấy ở ngoài chợ thôi, ví dụ như mua về trưng này thôi, chứ chưa bao giờ ở một cái hồ hay ở một cái đầm mà nhiều sen trắng như thế này. Như bé Quỳnh Anh nói đó, là cái sen trắng của mình đó là nó có một cái sức sống mãnh liệt hơn sen hồng rất là nhiều. Và khi mà sen trắng ở đâu là sen hồng không bao giờ có mặt ở đó. Giống như là hai cô gái mà xinh đẹp đỏng đảnh vậy đó, không bao giờ sống chung với nhau ha. Gần với nhau là tiêu diệt với nhau liền. Đúng không con? Dạ đúng. Đúng hả? Con đồng ý luôn hả? Dạ con đồng ý luôn. Quý vị và các bạn có nghe cái bài thơ Vịnh Hoa Sen chưa? Có một số người nghe rồi mà số người chưa nghe đúng không? Thường thường á, Vịnh Hoa Sen á là cái bài thơ này vịnh cho hoa sen trắng. Là đúng nó luôn nè. Đây nè. Đây là sen trắng nha. Thấy không? Sen thường là sen hồng, đây là sen trắng nè. Và cái bài thơ đó là như thế này. Người ta nói là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh hoa trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng hoa trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thấy ghê chưa? Cái này là vịnh sen ở trong đầm. Còn một cái là sen ở trong nhà nữa. Quý vị nghe vịnh sen mà về tới nhà chưa? Ok, vịnh sen trong nhà đó là gì nè? Trong nhà gì đẹp bằng sen, là cái cô sen ở trong nhà đó ha. Áo xanh da trắng lại chen quần hồng, quần hồng da trắng áo xanh, gần nồi mà chẳng hôi tanh mùi nồi. Ha. Nói chứ hoa sen trắng là sống mạnh và mãnh liệt hơn là hoa sen hồng rất nhiều luôn ha. Khi mà sen trắng ở đâu là không có bao giờ có bông sen hồng mà đứng kế bên được. Tại vì nè, cái thân nè, nhìn thấy thân nè, cái thân của nó lúc nào nó cũng to hơn, gai góc nhiều hơn và cái sức sống của nó mãnh liệt hơn. Đã vô cùng à, xong một cái chuyến đi tham quan rừng quốc gia Tràm Chim đẹp vô cùng. Nếu như các bạn về Đồng Tháp, nhớ nghe lời Vân Sơn, ghé thăm rừng quốc gia Tràm Chim, sẽ thấy rừng quốc gia Tràm Chim đẹp như thế nào. Và xứng đáng luôn, không có uổng công mình đi chút xíu nào hết luôn. Tôi Vân Sơn năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu cá bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm, thấy bún mắm mà Sóc Trăng là phải ăn. Sau khi chúng ta đi thưởng lãm cái rừng quốc gia Tràm Chim xong, ngắm chim xong, bắt đầu về ngắm những đặc sản của vùng sông nước ở đây.
tất cả những cái món ở đây là những cái món mà Vân Sơn rất là thích. Còn nhiều món nữa nhưng Vân Sơn kêu những món Vân Sơn thích, thí dụ như là con cá linh ha. Con cá linh thường thường mà đúng cái mùa nước nổi đó là nó nhỏ 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 cỡ bí lớn như thế nè, nguyên một bầy đổ vô cái lẩu bông điên điển, lẩu cá linh là ngon lành luôn đúng không? Lúc đó cá linh nó mềm ăn nguyên con tất cả mọi thứ. Nhưng mà mùa này là qua mùa nước nổi rồi, đây là những cái con cá linh mà còn tồn tại bị bắt hụt đó, nó còn sống tới bây giờ thì nó lớn. Đây cá linh chiên giòn, thấy không? Cá linh chiên giòn này mà chấm mắm me là thôi số 1. Chiên giòn mà nó xương tất cả mọi thứ rồi nó giòn rụm luôn, ăn nguyên con luôn, ngon lắm luôn. Ngoài ra thì mình còn có cái gỏi nha, gỏi tép đồng, tép đồng bông súng với lại bông điên điển. Còn đây là cá chốt kho tộ, nhưng không phải là chốt bình thường nha. Cái này là không phải là chốt bình thường, cái này là chốt qua sông à, không phải chốt bình thường. Chốt này là bắt đầu là trứng đầy hết trơn rồi đó, dữ lắm, cá chốt trứng đó. Đây là cái lẩu lương. Còn tất cả những cái cô gái xinh đẹp ngồi xung quanh Vân Sơn á là những cô hướng dẫn viên của rừng quốc gia Tràm Chim mình. Vân Sơn ăn mình buồn quá, mới rủ Quỳnh Anh nè, nói Quỳnh Anh gọi mấy bạn ra ngồi ăn chung với lầu chú Sơn cho vui ha. Trời ơi mà đâu có ngờ đâu, tưởng mình Quỳnh Anh nó đẹp thôi mà đứa nào nó cũng đẹp hết trơn cái chọi nè. Trời ơi gái Đồng Tháp giờ đẹp dữ vậy ta. Mà nghe nói tụi em là hát hay lắm phải không? Dạ. Không người đẹp mà hát hay nữa, đâu làm thử một câu coi. Dạ thì thường thường thì mấy anh nghe đồn thôi, bây giờ thì mấy anh đã từ xa tới Tràm Chim rồi, em cứ góp vui một câu câu giọng cổ ha. Giọng cổ hả? Biết hát giọng cổ nữa? Dạ. Trời đã vậy ta, tưởng là gái Cà Mau mới biết hát chứ. Dạ em sẽ hát một câu giọng cổ của bài Cô Thắm Về Làng. Cô Thắm Về Làng, rồi xin mời. Gió chiều ơi thổi nửa đi trường cao niềm gơi gùng, cho môi thắm tim xin cho má thắm tim hồng. Hay quá, ngọt ngào. Dạ, ngọt ngào. Ngọt ngào hay quá, nhưng mà rơi rụng nha chứ không phải rơi rụng ha. Dạ chứ có lẽ là dân miền Tây chưa có. Nói cho thật thà ha. Dạ. Gái miền Tây thật thà, có sao nói vậy người ơi. Rơi rụng là rơi rụng, rơi rụng. Trời ơi con cá cóc nữa nè, quá trời luôn. Cá cóc, cá cóc là con cá đặc biệt luôn, đặc biệt của vùng sông nước ở đây nha. Về Đồng Tháp mới có cá cóc nha. Nè coi nè, đã không cá cóc? Quá đã luôn. Thường thường chúng ta ăn cá nướng chứ gì, cá lóc phải không, cá lóc nướng phải không, này là cá cóc nướng. Mấy chú cháu mình bắt đầu thử ha. Dạ. Ăn ngang rồi mình đầu tiên chắc lẽ mình thử con cá linh trước đi nha. Cá linh chiên giòn rồi, mỗi đứa lấy con, mỗi đứa lấy con. Ăn luôn xương á. Dạ. Cá nào cũng vậy nha, ăn luôn xương. Cá ăn luôn xương, đừng bỏ xương uổng nha. Dạ. Nói chứ ngon quá quý vị ơi. Nè. Nó giòn rụm mà ngon lắm. Nha, tụi con ăn đi. Bây giờ chú thử qua cái món khác. Đó, bây giờ chú thử qua món gỏi nè. Đây là gỏi tép đồng. Đó, coi nè. Đã chưa? Trời ơi, con tép đồng nó nhỏ nhắn, nó dễ thương, xinh xắn ha. Tất cả mọi thứ nằm trong cái đôi đũa này. Nó thơm mùi tép đồng ha. Cái bông súng á, nó giòn rụm mà nó nhẹ nhàng. Nó giòn và nó tan trong miệng, giòn hơn là ngó sen. Ngó sen nó còn dai, bông súng này nó nhẹ nhàng lắm, nó tươi, nó giòn, ăn đã lắm. Cộng là cái bông điên điển nữa, nó hơi nhân nhẫn đã lắm. Mở cái da nó ra trước. Mở cái da này thịt không à, thấy chưa bà con ơi, ngon chưa? Thịt của nó mềm hơn thịt cá lóc và nó ngọt hơn thịt cá lóc. Chỉ có tội một cái là xương nó hơi nhiều, mà xương nhỏ nha. Thì ăn con cá này để ý vẽ xương kỹ chút xíu, lúc cuốn cũng vậy nữa, thì vẽ cho kỹ chút xíu để không mất xương. Nhưng mà thịt con cá lóc này là một những loại thịt con cá đồng
mà ngon. Bây giờ mình sang cái món mà Vân Sơn rất là thích luôn, đó là con cá chốt. Con cá chốt trứng. Nè. Oh man, nguyên một cái về trứng nằm dưới này nè, thấy không? Thấy không? Về trứng nằm dưới này nè. Quá đã luôn. Nguyên một đùm trứng luôn. Cái này á, hồi xưa ở dưới miền Tây mình có câu là gì nè. Ở dưới sông là cá chốt, trên bờ là chiều trâu. Đó, nhiều tới như vậy đó. Mà cá chốt này bây giờ là đặc sản nha. Bây giờ là cá chốt mà về cỡ như Cà Mau, Bạc Liêu mà kiếm cá chốt ăn là cũng đã khó rồi ha. Mà cá chốt còn cá chốt trứng này nữa, rất ngon luôn. Đây là nguyên một cái bụng trứng của nó nè. Một cái không thể thiếu được, đó là cơm, cơm nguội. Ngon. Ngon lắm. Tụi con mà không ăn là tụi con sẽ bị đứt cái tuyến nước miếng á, chết. Trào ra chết. Ăn đi, muốn ăn đi, đừng nhìn chú ăn hoài. Ăn đi con, ngon lắm. Tất cả mọi thứ nó đã chín hết rồi đúng không? Bông điện điện nè. Ha, à, bông súng nè. Vô đây, miếng. Vô đây một miếng cà. Cuối cùng là cái món chính. Con lươn, trời ơi. Trời ơi, con lươn này nó bự giống như là con trăng luôn vậy đó. Đầu tiên là cái nước của nó trước rồi nè. Cái này là nấu mẻ nha. Cái chua của nấu mẻ nó khác. Cái này là cái chua của me. Cái chua của chanh ha. Rất là ngon luôn. Cái nước tuyệt vời. À, bông điên điển và bông súng. Ngon lắm. Nè, cái bụng của con lươn nè. Thấy không? Thôi rồi. Trời ơi. Nhà đây bán nhiêu căn con? chú dọn nhà để chú ở. Ngon quá. Bởi vậy á, người ta nói là Đồng Tháp là nhiều món ngon lắm. Bởi vậy có nhiều cặp dao nói về những đặc sản của Đồng Tháp mình. Thí dụ như là muốn ăn bông súng mắm kho thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Đó. Quý vị nhớ nha, về Đồng Tháp ghé đường quốc gia Tràm Chim, xong tìm một cái quán nào đó trên bè giống như nè, gọi những cái món này ăn. Trời ơi, thưởng thức tuyệt vời. Không còn cái gì mà chê hết trơn cái trời á. Nè. Rồi thêm cái dụ mình uống một cái ly bia vô nữa là tuyệt vời luôn. À. À. Ở đây là Tràm Chim ha, nó là một cái rừng tràm, rừng ngập nước, rừng tràm ngập nước. Thành ra ở đây có những cái người, những người nghệ sĩ đây nè, họ dùng cái vỏ tràm để họ làm tranh. Lần đầu tiên Vân Sơn nghe nói luôn, lấy vỏ tràm để làm nên những bức tranh. Thành ra Vân Sơn có dịp tình cờ đi ngang, ha, mình ghé vô mình thăm cái anh chàng nghệ sĩ này coi ảnh làm những bức tranh tràm như thế nào. Cờ anh vô trong trường quốc gia Tràm Chim mình đó ha, vô tham quan đó xong xuôi thì lúc về anh đi ngang đây anh thấy là có đề cái bảng là tranh bằng vỏ tràm đó, anh thấy cái này lạ thì ghé vô để tìm hiểu coi cái người nào mà tài dữ vậy. Không ngờ cái người tài dữ vậy mà nó nhỏ xíu hơn nhau cảnh phải không? Ok dạ. Rồi đây là mới có cơ bản thôi,
À. Lửa, vỏ, rồi màu nền, ừ. này kia, rồi ừ. tất cả các cái đều là do cái màu chủ đạo của cái vỏ nó ra. Ừ. Ví dụ ở đây là phía sau lưng này là một tấm cà tông đúng không? Đúng, đúng. Tấm cà tông. Rồi, sau đó thì em mới dùng một đây cái vỏ chàm nè. Cái vỏ nè. Vỏ này trên 30 năm. À. Vỏ này trên 30 năm. Wow, wow, wow. Trong đó là nó có rất là nhiều lớp. Rất nhiều lớp. À, ok. Dạ. Yeah. Để mình lựa những cái màu nào sáng đó mình làm nền. Làm nền, đây. Mình xé một lớp mình làm nền đây. Đúng. À. Rồi đó. Tất cả những cái còn lại thì mình xé dán lên những cái. Còn lại là tông xẹt tông. Tông xẹt tông. Ừ. Có nghĩa là nó sẽ nổi trên nền. Ừ. Của cái tông của nó thôi. Ừ. Của vỏ chàm thôi. Ừ. Đó mới đặc biệt. Ừ. Cái màu này cái màu thật luôn. Cái màu này là màu thật luôn nè. Thật hết. À, cái màu trắng này là nó gì thật không? Cái màu này nè nó sẽ cháy xám ánh nắng mặt trời nó mới ra cái màu trắng này. À, chứ cái này không phải là mình sơn màu trắng lên. Không, nó không sơn. Đặc biệt đó. Ha. Chưa đâu phải cái này là chỉ có đơn giản thôi đó. Ừ, nó cứ dán thôi. Hay quá. Những cái khó khăn em gặp phải khi mà em bắt đầu bước qua cái dòng tranh vỏ tràm này. Là dòng tranh vỏ tràm này thì cái khó khăn trước tiên. Ừ. Là thu lượm vỏ. Ừ. Thu hái cái mùa gặt hái của vỏ này rất là khó. À. Bởi vì cái mùa nắng hạn đó, màu sắc nó rất là tươi. Yeah. Còn mùa mưa đó, là nó sẽ tạo ra một cái lớp sạm. Trong cái lớp vỏ này là tới 200 lớp, trên 200 lớp. Nó rất là có nhiều màu. Những cái bức tranh như vậy nè, những bức tranh mà em bán mà được giá nhất, mắc nhất trong từ trước tới bây giờ, giá cao nhất được khoảng chừng bao nhiêu tiền một bức tranh như vậy? Khổ này là em bán có 3 triệu mà. 3 triệu. Hay quá. Khổ này đây. À, thí dụ như là những tấm nào mà em đang chuẩn bị xong rồi là vô khung nè, vô khung là xong rồi đó phải không? Giá mềm của Bình Dân sắp tới. Ừ. Thì 350. 350 ngàn một tấm gì là một bức gì đây? Dạ. Công thực hiện bao nhiêu lâu mới được một bức vậy? Bao nhiêu tuần lễ không? À, có trên. Có trên tuần mà chỉ được có 350 ngàn thôi. Trời ơi vậy rồi sao mà nuôi vợ nổi ông nội? Nói chung nghệ thuật là vậy. Nghệ thuật là vô giá. Ok. Này là một bầy đó. Một bầy luôn. Một bầy xíu. Một bầy xíu đúng rồi. Rồi phía sau là có rừng rồi nữa ha. Rừng tràm rồi mặt trời đổ lên nữa nè. Mới giới thiệu gì đó. À hay quá. Bức này là bức em tâm đắc nhất. Ừ. Tại sao? Ừ. Tại vì chọn nền. Ừ. Rồi chọn cái không gian. Ừ. Cái này làm bao nhiêu ngày mới xong? Em làm có khoảng 15 ngày. 15 ngày đó hả? 15 ngày. Quá chừng quá. Anh thấy trong này có bao nhiêu lớp em mà em thể hiện trong bao nhiêu lớp rồi. Từ rặng cỏ, rặng năng mà nó bọc lên. Nó bọc phá lên trên cái nền trời trong đó. Trời của nắng mùa xuân mà tháng 11, 12 là xíu về đó. Giá trị nha quý vị. Một bức tranh làm bằng tay ha. Không phải là vẽ tranh sơn dầu, không phải là vẽ sơn nước ha, mà ráp từng miếng, xé ráp từng miếng vỏ tràm một để mà lên thành bức tranh như vậy. Bỏ công ra 15 ngày mà bỏ tâm huyết của mình, đầu óc của mình vô, chứ không phải là người nào cũng bỏ 15 ngày đã làm được vậy đâu. 4 triệu rưỡi rẻ quá, thật sự mà nói. Bây giờ nè, số phone số mấy, nói một cái để mốt có người ta gọi, người ta đặt, người ta có muốn người ta đặt. Số phone số mấy? Ông em đọc đi, máy thâu luôn nè, số phone số mấy? 0395 700 339 đó. Gọi cho thầy Cảnh chuyên môn làm tranh vỏ tràm ha, đẹp vô cùng luôn. Xíu. Toàn bộ dày xíu đầu đỏ, tất cả những bức tranh đều có xíu đỏ này hết. Của vườn quốc gia tràm chim. Vườn quốc gia tràm chim. Ok.
dân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà. Yêu bông hoa nên yêu ca bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm thay bún mắm. Mà Sóc Trăng là phải ăn.